có những cái gì ghi ở trong này không? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cho đầu vào cái lỗ này xong mà cái này nó dập xuống. Xin chào các bạn. Các bạn đang xem kênh Hàng Xóm Tây. Và ngày hôm nay mình đang đứng ở con phố Hỏa Lò tại thành phố Hà Nội. Và ở đây có di tích là nhà tù Hỏa Lò. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm và cũng xem như là ngày xưa người ta đã phải trải qua những cái gì. Và bây giờ trước khi chúng ta đi trải nghiệm thì chúng ta luôn luôn phải đeo khẩu trang để không bị Covid. Đi nha. Anh ấy cho em 3 vé ạ. 3 vé 90.000 em ơi. Dạ vâng. Và các bạn quét mã QR code ở đây giúp anh nhé. Dạ vâng ạ. Mọi người phải quét mã QR. Rồi, xong rồi. Có những cái gì ghi ở trong này không? Đây này, vé này có ghi là một địa ngục trần gian giữa lòng Hà Nội do thực dân Pháp thiết lập, một trường học của các chiến sĩ yêu nước cách mạng Việt Nam, một Hilton Hà Nội của các phi công Mỹ bị bắt ở miền Bắc Việt Nam, một điểm đến hấp dẫn của những người bạn vì hòa bình. Và bây giờ để mình hiểu được thêm về lịch sử và cũng như là di tích này thì mình sẽ đăng ký thuyết minh tự động. Mọi người đi vào đây nha. Em chào chị, em muốn đăng ký thuyết minh tự động thì như nào đây nha chị? Cái này sẽ có chi phí là 50.000 một máy ạ. Đây okay. Thì sẽ giống như thuyết minh viên, mình đi đến đâu thì mình sẽ ấn số trên bàn phím để mình nghe thuyết minh đến đấy. Trong này sẽ có 35 điểm tham quan gắn liền với những câu chuyện lịch sử. Vâng. Và âm thanh tiếng động kèm theo để cho mình trải nghiệm một cách chân thực nhất. Thế thì cho em một máy. Cái này là chương trình buổi tối hả chị? Đúng rồi, cái đấy là trải nghiệm buổi tối. Cái này sẽ diễn ra vào các tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Và được trải qua các hoạt cảnh đến sân khấu hóa về cuộc đời của những người tù chính trị. Như này là bật rồi đúng không ạ? Chỉ cần ấn số thôi, tất cả là cái đã sẵn hết rồi. Rồi, vâng, em cảm ơn ạ. Xong rồi, thế là sẵn sàng đi một chuyến tham quan đi từ bên này à? Ở đây người ta có cả phát ô miễn phí à? Để nếu mà mưa mình có thể đi được dưới ô à? Hướng tham quan. Đây, chúng ta bắt đầu từ đây. Đây là những cái ghế từ ngày xưa mà không được ngồi. Chúng ta sẽ thử máy luôn xem. Quên mất không thử máy từ lúc đấy. Một. Có nhà. Nhạc rất là du dương. Trở tình nhá. Nghe đã. Thực ra là máy thuyết minh này đang nói khá là chậm nên là các bạn chờ một tí, nhưng mà nói chung là bây giờ đang nói đến việc là thực dân Pháp đã xây dựng nhà tù Hỏa Lò này vào năm 1896. Thực ra là vừa nghe thuyết minh xong thì người ta cũng chỉ giới thiệu chung chung những gì mà mình đã giới thiệu từ đầu rồi, nên là bây giờ mình khá là tò mò. Người ta bảo là cái tường này rất là cao, thì mình tò mò không biết là cái tường này cao bao nhiêu. Ví dụ như là mình đứng như này là mình 1m67, ở đây thì chắc là gấp đôi, thì chắc là khoảng 4m gì đó. Thực ra là mình không được 2m. Nhưng mà chắc là cũng được 4m. Và mình có thể nhìn thấy ở trên này rất là nhiều chai thủy tinh trông rất là nhọn. Chắc là nếu mà muốn trèo ra thì rất là khó. Ngoài ra mình nếu mà nhìn xa xa nữa thì mình cũng có thể thấy được những cái dây điện cao thế. Thế này là trốn thoát thì rất là khó khăn. Tại sao tên là Hỏa Lò á? Thì Hỏa Lò thì chắc là thì lại tự đoán. Nhà tù Hỏa Lò do thực dân Pháp xây dựng. Thăng Long có nghề thủ công truyền thống, chuyên làm các loại đồ gia dụng như siêu ấm bếp lò. À, thì chính vì vậy là Hỏa Lò. Bằng đất nung nên có tên nôm là làng Hỏa Lò. Đi lối này. Ôi tối ghê. Trong này tối ấy. Ví dụ mà đi xem buổi tối thì chắc là hay lắm. Chương trình buổi tối thì chắc là thú vị khi mà có người diễn ở đây luôn. Có lẽ là các bạn cũng nên trải nghiệm chương trình buổi tối. Toàn cảnh nhà tù Hỏa Lò. Ồ, trông rộng nhỉ. Trông có vẻ rộng phết. Khi mà mình đứng ở bên ngoài thì mình luôn luôn cảm giác như là nhà tù Hỏa Lò này không rộng lắm. Nhưng mà khi mà nhìn thấy cái hình mô phỏng này thì nó cảm giác rất là lớn luôn ý. Ở giữa nhà tù là bể tắm luôn ý. Vườn thời Hilton đấy à. Chạy nữ này. Chạy nữ ở bên này. Nhưng mà mình ngạc nhiên nhất là ở trong cái nhà tù này lại có một cái vườn rất là to như này. Trông có vẻ rất là hoành tráng. Đến bây giờ ở các khu đô thị còn không có một cái vườn nào như thế này. Thế là mình đang đây này, mình vừa đi vào cổng chính nhất xong mà mình rẽ sang phải đúng không? Thế chắc là mình ở khu BD gì đấy đúng không? Không, chắc là không bếp, sao lại máu ở trong bếp? Không, chỉ nghĩ là thực ra là không nhìn thấy nên là không rõ. Không biết là một cái nhà tù mà rộng như thế này mà khu tắm cộng thì chỉ có một
cái thôi thì cả nam cả nữ sẽ tắm chung ở đây à? Theo mình đoán là chắc là nam sẽ ví dụ tắm trước xong rồi đoàn nữ sẽ tắm sau hoặc là như nào đấy, chứ không, có lẽ là không tắm chung bởi vì là thấy có trại giam nữ riêng. Diện tích hiện nay còn lại là 2.434 m². Ở đây cái vườn đây này, cái vườn mình thấy rất là hoành tráng. Rất lưu ý vào cái vườn đấy, nhìn thấy luôn tại đây những cái khóa chốt rất là to, mở cái cửa này cũng rất là khó, nên mình không biết là đến lúc bị gì thì chắc là khó mở lắm. Cái lỗ khóa mình hình dung là chắc là chiếc chìa khóa ở đây rất to, kiểu cầm lên nó phải to như này thì may ra mới mở được cái cửa như này. Bình thường là mỗi trại giam, mỗi khu trại giam thì bình thường là chỉ chứa được khoảng 40 đến 50 người. Nhưng mà hoàn toàn là có thời gian người ta chứa đến 100 người và lúc đấy là kiểu không khí không được lưu thông và rất là ngột ngạt, rất là khổ. Tức là tất cả mọi người đều nằm lê ở dưới đất này này, xong rồi ở góc trái sẽ có một cái thùng phân. Tức là người ta sẽ đi vệ sinh vào đấy và rất là kiểu rất là bẩn, rất là ô nhiễm, rất là nhiều ruồi muỗi đốt. Những người ở trong trại giam này thành ra là ghẻ lở, nói chung là nghe tả thì rất là kinh khủng. 100 m² nhá, mà có 100 người thì mỗi người chỉ được 1 m², cực kỳ ít luôn ấy. Trại giam E, à đây này, trại giam E thì ở đây ghi là trại giam nam này. Bát sao bát bé thế? Tức là mỗi người chắc là chỉ được ăn một cái bát này thôi à? Cực kỳ bé, còn bé hơn, mọi người có thể nhìn thấy là còn bé hơn cả ca nước. Chậu, đây này, các cái chậu để dùng đựng cơm. Chủ nhật được ăn một bữa thịt lợn, thường là thịt lợn sẽ hay thịt bạc nhạt là thịt gì? Thịt nhiều, thịt khôi, thịt mỡ, xong rồi nói chung là thịt để lâu ngày. Đó, lâu ngày nhiều người đã bị phù tim, có tháng số người chết lên đến 40 người. Bảng kê tình hình tử vong của tù nhân nhà tù Hòa Lò này từ năm một năm đấy, trong vòng một năm đấy, các loại bệnh luôn, nhiều nhất ở đây là chết vì sốt liên tục đấy, có 15 người chết vì cúm và 17 người sốt liên tục. Ôi, trong cái thìa này kiểu như là một cái viên đá xong rồi nó cong cong như kiểu một cái bát nứt đi, xong rồi lấy một cái đấy để làm thìa luôn đấy. Bộ quần áo của tù nhân, tên của nhà tù. Những nữ nghĩa quân tham gia khởi nghĩa Ba Đình, thực dân Pháp bắt giam. Người ta cho lên cái gì lên cổ đấy, như kiểu trông giống như trông như cái thang ấy. Ui, giật cả mình. Tự dưng trong này có những cái mặt nạ anh ngồi ấy, mình quay ra mình giật cả mình. Đây là nhà vệ sinh, đúng không? Đây là nhà vệ sinh. Đấy, chung đi chung này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ở chỗ này là chỉ là 30 người thôi, là như này thôi. Mà mọi người hình dung là bây giờ là 100 người vào đây thì không thể hình dung được luôn là mọi người sẽ ngồi như thế nào. Cả mọi người ở đây có thể nhìn thấy là bị trói chân này, còng chân. Lúc nãy có nghe là không được mang sách vở báo viết gì, sao bác này lại có hả? Mang chui à? Đây là đâu? Cá chót là cái gì? Cá chót. Ngục tối dùng để giam giữ những người bị trừng phạt vi phạm quy định của nhà tù. Nói chung là ở đây là các phòng trại giam này thì mỗi phòng khoảng 5 m². Và giam là sẽ giam, không phải là một người mà sẽ là hai người. Và bình thường là khi mà ngồi thì luôn luôn là sẽ là phải chống tay như mình nhìn thấy ở đây. Và lúc nằm thì máu sẽ không lưu thông đều và nó sẽ lên đầu hết. Bởi vì là nó hơi dốc, các bạn có thể nhìn thấy là cái trại này nó dốc xuống, khi mà nằm thì nó sẽ dốc hết lên đầu. Ở đây thì bị phạt ăn nhạt này, xong rồi là phải đi vệ sinh tại chỗ này. Và bình thường là người ta sẽ giam tối đa là 1 tháng ở trong này. Nhưng mà kể cả 1 tháng như vậy
thì trong này sau khi ra thì rất là nhiều người là bị ghẻ lở này, rồi là mờ mắt này, bởi vì là không đủ vệ sinh cũng như là không đủ ánh sáng. Và đây này, đấy, nó rất là dốc nhá, ở đây nhìn rất rõ này, rất là dốc, tức là khi mà nằm xuống thì sẽ bị dốc xuống, mà ngồi thì phải chống đỡ tay thì mới ngồi được. Đấu tranh chống khủng bố, kiểu là người ta buộc vào thang à, người ta làm gì? Đây là buộc vào ghế này, con người này thì buộc vào thang à, có người thì bị treo ngược lên, còn cửa cống ngầm. Sân chạy tử hình đêm 24 tháng 12 năm 1951, 16 tù chính trị bị kết án tử hình tổ chức vượt ngục hỏa lò từ cửa cống này. 5 người đã thành công và bắt liên lạc được với tổ chức tiếp tục tham gia chiến đấu. Đây này, chắc là cắt đi à? Không biết là cắt bằng cái gì. Không, nhưng ý là cái lỗ này thì cũng phải bẻ ra, chắc là phải bẻ lên đi. Biến nhà tù thành trường học cách mạng này. Mọi người đang dạy nhau học. Đây cũng là đường cống ngày xưa chạy thoát đấy, tù nhân chạy thoát. Mình không được đi vào đây đâu đúng không? Cũng như là giống cái cống trốn thoát nhỉ? Ngày xưa trốn thoát trong cống này. Cắt bằng cái gì đấy? Không có dụng cụ cắt, người ta không mô phỏng dụng cụ cắt. Cũng chôn đào xong rồi bẻ cống. Đây bị đánh đập, tù nhân bị đánh đập. Và ở bên kia thấy bị dội nước. Hướng tham quan cả đây thì mình đi đường nào? Thôi mình đi vào đây trước nhá. Ôi tối. Trại giam nữ này. Cái này thì không biết, mình không được mở, không chạm với, không biết. Chẳng sao vệ sinh à? Ôi giời, trông sợ thế. Đây là kiểu người ta làm kho ấy. Nhưng mà kiểu khi mà nhìn vào thì Dương có một bức tranh của một người rất to, mặt rất to, trông sợ cực. Mọi người nhìn vào đi. Ở đây có cả con đây này, phụ nữ với con. Đây có em bé, mấy đứa bé. Có mấy em bé này. Đây vẫn có cái ghế gỗ này hay gọi là gì đây? Nó không bị trò chân. Nó không bị trò chân. Nhưng mà đấy, vệ sinh thì cũng chỉ có cái xô kia đi vệ sinh, không có cái kiểu ở trại giam nam vẫn có chỗ để đi. Kiểu là tử hình nhá, mày chém đầu đúng không? Đúng rồi. Đây này, cho đầu vào cái lỗ này xong rồi cái này nó dập xuống. Trong phim mình cũng hay nhìn thấy thường xuyên đây. Một số dụng cụ trong giam pháp dùng tra tấn này. Người ta sẽ cho cái vào thùng phi này đầy nước phân hoặc là nước thải hoặc là nước xà phòng, xong người ta cho người tù nhân vào ngồi vào trong đấy, xong rồi đậy nắp lại, rồi sẽ gõ lấy cái búa gõ từ bên ngoài vào. Trong đấy thì đã không có không khí rồi này, thứ hai là tiếng ồn từ bên ngoài liên tục khiến cho người ở bên trong rất là đau đầu này, nhiều người bị chảy máu mũi này, chảy máu tai này. Còn ở bên kia thì chúng ta có thể nhìn thấy là một cái hình thức tra tấn á, bằng dây điện, là tra tấn phụ nữ đấy, quay điện bằng những cái dây điện này, và nhiều người bị vô sinh này, rồi là chung là ảnh hưởng đến phụ nữ rất là nhiều. Đây là gì đây? Khu xà linh tử hình, tức là người ta ngồi chờ để bị tử hình đây đúng không? Chung là cũng giống nhau thôi. Đi thẳng hết rồi. Đi thẳng vào đâm vào tranh à Tuấn? Tuấn định đâm vào tranh. Mình có được vào lên trên này không? Cái chỗ này không sâu lắm. Hả? Giếng nhưng mà không sâu. Nó chỉ là đến đây thôi đấy. Nó không hẳn là giếng. Chỉ là cái chỗ đựng nước. Ngày xưa là nó là giếng nhưng mà bây giờ người ta lấp rồi. Chắc thế. Đây là đài tưởng niệm. Ở đây cũng có nhà. Ở Nga đài tưởng niệm bình thường cũng có nhà. Chả thì sao đi vào.
Đây. Đồ dùng sinh hoạt của đại tá không quân John Flynn. Có cả bàn chải này, có cả dao cạo râu này, thìa các thứ, bát đĩa, thuốc lá này, có cả thuốc lá. Đấy, được nằm giường, có chiếu các thứ. Đây này, bộ đồ bay. Trông ngày xưa cũng hiện đại phết đấy chứ. Thì lính Mỹ to mà. Kể cả bây giờ lính Mỹ cũng rất to, Nga cũng to lắm. Có mỗi ngày trước chị, khi mà chị về Nga, kể cả công an tài chính nữa nhá, không liên quan đến quân đội mà người ta cũng cao, chắc bóp, to lắm. Bao thuốc lá, xì gà, đây có cái xì gà nhá. Ở đây này, có được chơi bóng này, chơi bóng rổ này. Tất cả điều kiện thì có vẻ tốt hơn rất là nhiều, mà được đối xử tốt hơn, không bị tra tấn. Nhưng mà đây còn chăm sóc cây này, nuôi gà này, chơi bia, ôi có cái chơi bia, xem phim à? Ôi còn xem phim nữa. Ôi nhìn này, có cả Thiên Chúa Giáng Sinh này, có cả cây thông Noel này, có cây thông này, trang trí. Nói chung là đi tù như này được phết đấy chứ. Đi tù như này đôi khi còn sợ, tại vì là trước đấy thì phải đi trận chiến, chiến tranh không? Nguy hiểm, đây thà ngồi tù hơn. Một khi lại bị bắt lại thấy vui. Và trên tầng 2 này chúng ta có thể thấy được đây là khu bảo tàng. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là có những câu nói của các chiến sĩ cách mạng thời xưa. Mình có thể nhìn thấy là kiểu áo rất là bé, cực bé luôn ý. Nhưng mà ở đây là lối ra rồi mà. Chòi canh. À, đây là nơi canh như ấy đấy. Cầu thang này có lên được không? Từ đây nhìn có thể canh được mấy anh giao thông, mấy anh cảnh sát giao thông. Anh ơi, em chào anh. Và hôm nay mình được đi trải nghiệm tham quan nhà tù Hỏa Lò, và thực sự là mình cảm thấy rất là xúc động khi mà thấy các hoàn cảnh tái hiện lại thời ngày xưa vất vả và khó khăn như thế nào, và tất cả tù nhân đã phải vượt qua những điều gì để có thể cùng nhau vẫn kiên cường để chống đối và cuối cùng là chiến thắng. Thực sự là mình rất là khâm phục, và nếu mà mình mà rơi vào hoàn cảnh đấy thì mình cũng không biết là mình sẽ như thế nào. Không biết là các bạn đã đi thăm nhà tù Hỏa Lò bao giờ chưa, và các bạn cảm thấy như thế nào về video này. Các bạn nhớ bấm like, nhớ subscribe, nhớ bấm share. Và nếu mà các bạn có những điều gì, những thông tin gì thú vị về nhà tù Hỏa Lò hoặc là về lịch sử ngày xưa thì các bạn comment để cho mình đọc được và biết được thêm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở video sau nhé. Bye bye các bạn.